Độc lạ Tuyên Quang với style đón Trung Thu theo phong cách bar ngoài trời, kiểu này cả nước chắc không ai làm lại anh em Tuyên Quang. Cô cũng đang dần tràn ngập khắp nơi khi bánh Trung Thu, đèn Trung Thu đã bắt đầu được bày bán. Và năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Trung Thu, cả nước lại hướng về Tuyên Quang, nơi có cách ăn rằm tháng 8 theo style khét nhất Việt Nam. Trung Thu thì chỉ có một ngày vào rằm tháng 8 thôi, nhưng từ rằm tháng 7 đã thấy anh em Tuyên Quang bắt đầu đi rước đèn rồi, rước từ tháng cô hồn sang tháng cô hằng luôn. Anh nói em nghe này, cuộc sống như vậy mới là tuyệt vời, không luật lệ, không phải nghĩ cái gì hết. Thành Tuyên năm 2023, lễ hội được mong chờ nhất của Trung Thu năm nay đã vừa diễn ra vào tối ngày 23 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Lễ hội Thành Tuyên với một loạt những yếu tố tuyệt vời từ sân khấu hoành tráng, khách mời đỉnh cao, nội dung chất lượng cho đến những mô hình hoàn hảo. Còn rất nhiều những yếu tố tuyệt vời nữa nhưng mình hết từ để miêu tả rồi. Nên việc chương trình này thành công mỹ mãn là điều đương nhiên. Một chương trình với quy mô cả nước và có bác chủ tịch nước đến tham dự thì các bạn phải biết đến tầm cỡ của chương trình cũng như Trung Thu Tuyên Quang có ảnh hưởng lớn tới đông đảo người dân như thế nào. Cho nên việc có thể hơi ngộp vì có rất đông người đến tham gia chương trình này cũng là dễ hiểu, bởi vì khi đến đây các bạn được nhìn thấy bác chủ tịch nước, được nghe các ca sĩ nổi tiếng hát, được hòa chung không khí một cách chân thực nhất, thì chỉ có những người ở nhà mới thực sự là những người nuối tiếc nhất thôi. Và điều đáng nói hơn cả là sau khi chương trình khép lại, để lại rất nhiều ấn tượng khó quên với người dân và khách du lịch. Chỉ cần nhắc đến Trung Thu là sẽ nhớ ngay đến Tuyên Quang. Hứa hẹn những năm tới đây, Trung Thu Tuyên Quang sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu và là điểm nhấn du lịch.